và Quốc Thuận. Xin chào mừng quý vị đã đến với chương trình Vợ Chồng Show. Hai vợ chồng là ngay với nhau lắm chú. Vợ con mà ghét cái gì là con hay làm ngược lại lắm. Rất là ghét đổ rác. Đi chơi là con chở ngang qua cái bô rác, cái chỗ mà đứng lại người ta hay đổ rác quá. Hoặc là chạy ngang mà mấy cái xe rác mà ngoài đường, xe lớn lớn của thành phố á chú, là con đứng lại con bấm điện thoại. Sao mà cái tật xấu con biến thái quá vậy? Đó, biến thái con lắm. Dạ, ảnh là xì hơi mọi lúc mọi nơi. Những người đó là những người rất tốt bụng. Dạ, cái gì cái đường ruột cũng tốt lắm. Dạ, mà xì hơi có tiếng á, cái đó là tốt lắm á. Dạ, ừ. Hello mọi người, mình là Mai Sơn. Hãy tìm mình trên Speak Couple nhé. Và bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta cùng nghe tiếp câu chuyện thứ hai của cặp vợ chồng ngay sau đây. Mời quý vị dành một tràng pháo tay đón chào cặp vợ chồng số 2. Em có thể cởi cái cúc áo ra để cho có thể ngồi tự nhiên. Cái nút ở dưới, nút dưới đó. Phản xạ đó tự nhiên, cởi nút là coi như cởi áo đó. Mời hai em giới thiệu về mình. Con xin chào chú Thuận và cô Hồng Vân. Con tên là Lê Duy, con đang làm nhân viên văn phòng. Năm nay con được 30 tuổi và con kết hôn được 2 năm rồi. Con xin chào cô Hồng Vân và chào chú Quốc Thuận. Con tên là Ngô Hoàng Nhật Anh, năm nay con 27 tuổi. Con thì đang kinh doanh về lĩnh vực spa và thẩm mỹ. Hai con lần đầu tiên gặp nhau là như thế nào và có ấn tượng gì về nhau? Ngày xưa thì tụi con làm chung khách sạn với nhau, làm trong ngành nhà khách sạn. Con là vào sau, thì vợ con là làm trước. Trong đó, trong khách sạn là có bạn của con nữa. Bạn con là cũng là bạn của vợ con luôn. Dạ, cái ngày đầu tiên con đi làm á, cái trong cái bữa cơm á, vợ của con đi chung với bạn con xuống ăn cơm, thì con mới nhìn, con mới thấy cái người này lạ, nhìn thấy cũng cá tính, tóc ngắn nữa, người cũng mẫm mỉm, có da có thịt. Dạ đúng rồi, cái đó cũng là gu của con rất là thích. Nên là con cứ nhìn, con cũng không có xác định là thích hay là yêu gì lúc đó hết á. Xong rồi cô này mới nói sao cái bạn của chị ấy nhìn em hoài, em ghét quá. Tức là cổ nói là cái ông này tự nhiên ông nhìn tôi hoài vậy. Dạ đúng rồi, kiểu như là soi mói tôi hoài. Tức là con không có ấn tượng tốt lắm về Lê Duy. Dạ thật sự là không thích luôn chứ không phải không tốt à. Cái anh này anh rất là kỳ cục, tại vì trong giờ cơm mình ăn á, ảnh cứ nhìn mình hoài, mà ảnh nhìn mình thật sự mình không biết là ảnh thích ảnh nhìn hay là ảnh soi mói ảnh nhìn, mình không biết, mà nhìn chăm chăm mà nhìn hoài luôn cô chú. Nhưng mà ăn không được luôn. Dạ đúng rồi, nhìn mà mình cảm thấy mình rất là ngại luôn. Nói điên miệng gì đó. Nhìn mà ví dụ mà ai nhìn mình á, mình nhìn lại người ta sẽ né cánh mắt không? Ông này ông vẫn nhìn luôn. Nhìn mà gọi là nhìn thò lỏ đó. Đấy, đúng không? Con đúng gu của bạn mà. Dạ. Thành ra là coi như là thuận mắt vừa mắt là cứ nhìn ăn cơm dạ. Đó ngon. Ê, nhưng mà lúc đó là con đã có người yêu chưa? Dạ lúc đó con đang có bạn trai. Với lại anh này lúc đó anh ốm lắm. Thì cái gu của con không phải là ảnh, cái gu con là phải cao to bạn vỏ con thích như vậy á. Mà anh này anh vừa ốm mà anh còn vừa nhìn mình nữa, đâm ra mình không thích ảnh luôn. Sau bao lâu thì hai đứa để ý nhau? Sau cái bữa đó thì hai đứa có làm việc chung với nhau rồi làm quen với nhau. Có một hôm thì vợ con có việc bận ở gần nhà con, cái con mới gửi vợ con là để ngày mai anh chở em đi làm, tại vì làm chung khách sạn. Đồng ý không? Dạ từ chối. Dạ từ chối. Nhưng mà con có biết là vợ con lúc đó là có bạn trai không? Dạ biết, kiểu như là mình ga lăng mình giúp đỡ thôi à, chứ mình cũng không phải là mình chở để mình cua hay gì hết á. Mình con chưa có, không có ý định gì hết á. Thôi đừng dối lòng, có âm thầm có thương thầm ta thì mới chịu vậy chứ, ở đâu ra rảnh đâu mà chở giùm rồi xong còn phải năn nỉ ha con ha. Con cứ nghĩ là chơi chung nhóm với nhau thôi. Anh muốn làm bạn, tại vì làm bạn. Vợ con cũng lúc cũng khó gần nên là con muốn kết nhưng bạn mà cuối với cùng nhau. Là con từ chối không có leo lên xe đi. Dạ cuối cùng thì cũng đồng ý. Cũng đồng ý. Sáng hôm đó là con dậy sớm, con đến chở thì vợ con cảm ơn quá trời luôn, rất là bất ngờ, kiểu như là anh này có nghĩ là tốt, con tốt quá. Sau cái hôm đó là con có cái sự thay đổi dạ, tình đúng cảm rồi. Với bạn này gì đúng dạ, không? Đúng rồi, tức là sau khi mà nói chuyện với ảnh vài lần thì thấy anh này ảnh thật sự không có phải là cái người mà kỳ cục như vậy. Ảnh cũng rất là ga lăng, rất là dễ thương, hài hước nữa. Rồi đến khi nào con chia tay với bồ con? Dạ cái lúc đó là con trục trặc tình cảm với lại bạn trai, xong rồi con mới chia tay với lại bạn trai con. Thì sau đó khoảng tầm 3 tháng là hai tụi con mới chính thức quen nhau. Thì trong 3 tháng đó là hai đứa tìm hiểu nhau. Lúc đó ảnh có nói với con là ảnh thương, ảnh thích con, nhưng mà ảnh không có nói ra, ảnh chỉ âm thầm làm bạn thôi. Từ lúc mà con chia tay bạn trai thì ảnh bắt đầu mới tấn công. Tức là sau cái thời điểm mà chở giùm một bữa đó thì bao lâu thì con chia tay bạn trai? Khoảng một tháng sau là con chia tay bạn như trai. Vậy là lâu dữ à, lâu. Tức là một tháng sau bạn này mới có cơ hội được gọi là thả thính. Dạ đúng rồi. Quá lâu. Lâu luôn ha. Vậy là mình thừa thắng xông lên. Có lẽ là con là người chủ động để nhưng tỏ mà tình sau đó phải có cơ hội mới tỏ tình được chứ. Trong cái thời gian mà 3 tháng tìm hiểu nhau rồi đưa đi làm, qua chở đi chơi rồi kiểu như là vợ con cũng thích mình rồi đó, cứ hỏi con là sao anh chưa tỏ tình em nữa, sao anh chưa tỏ tình em nữa, sao lâu quá vậy, cứ bắt em đợi hoài. Con không có chịu quen. Ủa nhưng mà là ổng không có nói gì hết trơn hả Nhật Anh? Ổng cũng thân vậy lắm, ổng cứ anh nghĩ là anh không có cơ hội luôn rồi.
giống như em là người duy nhất vậy đó, cứ nói vậy không à, không chịu tỏ tình thì con là đâu có chịu quen đâu, phải tỏ tình rõ ràng đâu ra đó thì mình bắt đầu mình chính thức mình quen nhau. Và con không có gợi ý mà con nói thẳng luôn. Dạ đúng rồi, thì con nói ủa sao lâu vậy, anh không chịu tình với em gì hết, em đợi lâu lắm rồi nha. Và con tỏ tình ở đâu? Ở Phan Thiết La Ghi. Đi chơi riêng. Dạ đúng rồi. Bãi biển luôn. Dạ đúng rồi. Có lý do gì mà ra Phan Thiết, tại sao không đi Vũng Tàu cho nó gần gũi dạ. Mà ra tới Phan Thiết dữ vậy? Tại vì hai đứa hẹn đi chơi với nhau rồi, con sẵn dịp con tính trong đầu là sẵn ra đó tỏ tình luôn. Tức đúng là không? Đi ra Phan Thiết chơi rồi sẵn tỏ tình luôn đúng, dạ, đúng không? Rồi. Ra Phan Thiết á là tại vì tụi con chọn một cái homestay nó rất là vắng vẻ, tức là đi theo cái dạng nghỉ dưỡng á, cái chỗ đó nó cũng không có wifi, không có gì hết. Rồi tỏ tình bên bãi biển? Dạ không, tỏ tình lúc vợ con đang ngủ. Là con không biết gì hết trơn luôn á, anh nghe bất ngờ. Ngủ riêng hay là sao? Ngủ chung phòng. Bữa đó là buổi sáng thì đi chơi, chở vợ đi chơi cả ngày luôn, đi ngang cái chợ, lúc đó là vắng lắm chú. Thì con chở vợ con địa xem có bán hoa hay bán gì không, thì tối mình âm mưu mình tỏ tình. Cái con địa thấy có một tiệm bánh kem, rồi đi chơi cả ngày, xong chiều về con cứ hối vợ về lẹ lẹ em ơi, về lẹ. Vợ con cứ hối chưa mà em chụp hình chưa xong mà cứ về sớm vậy. Chưa đã. Dạ đúng rồi, mà 6 giờ chiều rồi, tại vì ở ngoài đó thì 6 giờ chiều là đã bắt đầu sụp tối rồi chú. Biển dạ, nó sụp tối nhanh dạ, lắm. Dạ đúng rồi, sợ tiệm bánh đóng cửa. Đóng cửa. Dạ đúng rồi. Về con thấy người ta đang dọn dẹp rồi, chạy về cũng nửa tiếng đồng hồ mới về tới chỗ homestay để ở. Con chở vợ về xong cái nói thôi em vô tắm rửa ngủ đi, anh đi ra đây anh sửa xe anh mua đồ xíu. Đó. Rồi cuối cùng ra tiệm có đóng cửa không? Dạ không. Con chạy ra con chạy vào, con mua cái đặt cái lấy cái bánh kem liền. Rồi tiếp tục. Cái con kêu người ta viết chữ lên. Viết cái gì? Viết chữ con quên mất chữ. Anh yêu em. Ghi tên của con xong rồi ở dưới là ghi anh yêu em. Con quên cái chữ là tại vì con gây lộn với lại cái người bán. Trời ơi, gây cấn quá vậy. Bánh kem em tỏ tình mà sao chị biết cái chữ xấu quá vậy? Chị biết cái tên vợ em mà em nhìn không ra luôn. Trời ơi, chị ơi, chị làm để chết em rồi. Cái xong cái người ta cũng quýu á, run mất cái tao bôi. Ở trời ơi, lấy cái đồ tao quẹt quá. Luôn. Dạ đúng rồi. Lỡ tay quậy cái bánh kem. Dạ đúng rồi. Trời ơi, có đó chị viết lại giùm em rồi em đem về. Cuối cùng cái bánh kem là nó cũng có chữ. Dạ đúng rồi, nhưng mà rất là xấu. Về tới cái phòng thì là cô ấy đang ngủ rồi đúng không? Dạ đúng rồi. Con gửi vào tủ lạnh ở ngoài rồi con vào tắm rửa xong rồi con mới ra lấy bánh kem ra, cái con vào con kêu vợ con dậy. Con rất là bất ngờ luôn, tại vì mình đang ngủ say cái mình giận ổng á, tại vì ổng nói anh đi công chuyện chút mà mình không biết ông đi đâu, cái mình giận mình kệ mình đi ngủ. Cái lúc mà ông gọi dậy thấy cái bánh kem, đưa cái bánh kem ngay trước mặt luôn. Kiểu mình hết hồn mà mình bất ngờ, kiểu như là mắt chữ A mà mồm chữ O á. Anh mới tỏ tình thì anh mới nói cái câu là xin lỗi vì đã để em đợi lâu, làm bạn gái anh nhé, anh yêu em. Con vui quá luôn, con đồng ý luôn. Con còn một cái món quà trong cái ba lô con chuẩn bị sẵn là một chai nước hoa nhỏ. Trong cái lúc làm việc trong công ty á thì vợ con cứ nói là thích cái chai nước hoa đó, cứ nói vu vơ vậy thôi. Con nghe được, con tìm con mua tặng chai nước hoa mình thích luôn. Yeah. Sau khoảng 3 tháng thì hai đứa chính thức yêu nhau. Dạ. Trong quá trình yêu nhau thì có cái chuyện gì vui không? Dạ có một lần, cái này là kỷ niệm mà con quyết định chọn ảnh làm chồng luôn á. Có nghĩa là hôm đó ảnh chở con đi dạo chơi, đi ngang qua ngã tư Bãi Hiền, bên tay phải là nó có một cái shop thời trang, nó một con mannequin nó mặc cái áo rất là dễ thương. Thì con đi nghe con nói là cái áo này dễ thương quá à anh. Tức là mình vu vơ thôi chứ không có ý gì trơn, tính con thì vô tư. Chỉ cho anh xem mà ảnh thì ảnh đang lái xe như vậy nè. Thì anh xem vậy mà cái xe thì quẹo qua bên đây, tức là cũng không có xem được nhiều. Hơn một tháng sau là đến sinh nhật của con, ảnh tặng cho con bánh kem với lại ảnh tặng cái áo đó. Mà lúc mà ảnh tặng cái áo đó là con không nhớ nữa, con cũng ngờ ngợ, con thấy ủa sao cái áo này quen quá. Thì ảnh mới kể lại là ảnh đi vào trong cái shop thời trang á, ảnh tìm cái áo đó mà bản thân ảnh cũng không hề nhớ cái mẫu áo đó nó như thế nào. Cô chú biết á là shop thời trang á là một tháng là người ta bỏ mẫu hết rồi, người ta cất hết trơn rồi. Ảnh tìm tung cái shop thời trang luôn mà mặc dù mẫu thì không nhớ nha, bắt người nhân viên đi tìm cho bằng được cái áo đó, cuối cùng về tặng con. Là đúng thật cái áo đó là con thích luôn á. Xúc động đúng không? Dạ đúng rồi. Ý là anh này ảnh rất là tinh tế và sâu sắc luôn, mặc dù là mình chỉ nói bâng quơ thôi nhưng mà ảnh để tâm và ảnh sẽ làm cái điều đó cho mình á, nên con quyết định là con sẽ cho anh làm chồng. Tới bây giờ ảnh vẫn như vậy luôn á. Ví dụ như nằm thấy vợ lướt coi hàng hóa này kia hay là mỹ phẩm hay nước hoa này kia, son phấn của con là ảnh cũng mua luôn á. Ví dụ như thấy vợ mua cây son đó cái màu đó đúng không, thì ảnh sẽ lựa cái màu nó tương tự như vậy, ảnh tự mua ảnh tự tặng luôn. Rồi, chúc mừng các con. Giống dạ. Như Tuấn Anh dễ sợ luôn, riết mà cô không dám ước luôn á. Chị cứ ngồi chị bưng quơ chị nói là y như rằng mai hoặc mốt, chậm nhất là ngày mốt là có luôn. Không? Đó là những người đàn ông thiệt. Dạ đúng rồi, y chang vậy luôn á. Ngày nọ đó bà Hồng Vân bà ước, trời ơi nhìn với con heo mà con heo ủng ỉn á, dễ thương quá anh ơi. Trời ơi nhìn cái hình ủng ỉn nó đi một đàn vậy đó. Một tuần lễ sau chị có nguyên một con heo rừng nhỏ đó em nuôi. Mà cái nhà của mình thì nó đâu phải có vườn tược đâu, nó là nhà ống thôi mà. Trời ơi nuôi xong con có biết không, đến khi nó lớn phải thảy nó đi chỗ khác á, mà một tháng sau chưa hết mùi thúi đó. Không dám ướt, sau vụ con heo là không dám ướt luôn á. Nãy giờ kể quá nhiều như vậy, chắc có lẽ là người đàn ông này từ khi mà trở thành chồng của mình đâu có những cái tật xấu gì đâu đúng không?
có chứ. Có rất nhiều. Nhìn bề ngoài á là khôi ngô tuấn tú lịch lãm vậy chứ thực ra lúc mà cưới nhau về có rất là nhiều tật xấu phát sinh. Ví dụ như bây giờ hiện tại có hai cái tật xấu lớn nhất mà mình cảm thấy mình quan ngại nhất luôn, là thứ nhất là ảnh xì hơi mọi lúc mọi nơi. Những người đó là những người rất tốt bụng. Dạ. Tại vì cái đường ruột cũng tốt lắm. Dạ mà xì hơi có tiếng á. Cái đó là tốt lắm á. Ngày nào cũng rất là nhiều, tần suất rất là nhiều. Mình thì mình ngại á, cho nên cái mình mỗi lần mình nghe tí tiếng xì hơi là mình sẽ tự động mình nín thở. Cho đến khi nào mà mình cảm giác an toàn là mình cảm thấy à chắc là không có mùi nữa thì mình sẽ thở. Nhưng mà thật chất ra là anh này ảnh xì hơi không có mùi. Nhưng mà cái đó không có xếp vào tật xấu, cái đó là trời cho cái nhuận trường đó. Dạ, ai cũng nói trời cho. Nhưng mà Duy ơi cũng phải kỹ lưỡng chút xíu. Anh cố tình làm dạ, như vậy mà luôn. Con tại vì vợ con thấy vợ con ghét đó, nên con cố tình. Đó, chúng rồi. Con vợ. Những lúc vợ con ngủ là con quay thẳng vô người vợ con luôn. Có khi nào mà đang ngủ cái đầu cái là nghe một âm thanh kỳ diệu xong giật mình thức giấc không? Dạ đang ngủ thì không nghe cái đó, nhưng mà đang ngủ thì nó có cái khác. Ảnh á là ảnh ngủ anh rất là hay chảy ke ướt đẫm cái gối luôn. Xong ảnh sẽ lấy cái chỗ ướt đẫm đó ảnh để lên trên mặt mình. Ôi là mình thức giấc là như vậy. Xì hơi á là không có phải là xếp vào tật xấu, nhưng mà cái mà quay cái xì hơi đó vô người là tật xấu. Là tật xấu đúng rồi, cố tình cho đó. Vợ thêm cái vụ mà chảy ke nữa rồi úp cái gối vô mặt vợ nữa, thường xuyên luôn, cái đó là chủ động rồi, cái đó gọi là tật xấu. Dạ. Nhưng mà mỗi lần vậy vui không? Dạ vui chú. Vợ mỗi lần vậy vợ chửi khoái lắm đúng không? Dạ đúng rồi. Hai vợ chồng là ngay với nhau lắm chú. Vợ con mà ghét cái gì là con hay làm ngược lại lắm, rất là ghét đổ rác. Đi chơi là con chở ngang qua cái bô rác, cái chỗ mà đứng lại người ta hay đổ rác cái, hoặc là chạy ngang mà mấy cái xe rác mà ngoài đường xe lớn lớn của thành phố á chú, là con đứng lại con bấm điện thoại. Sao mà cái tật xấu con biến thái quá vậy? Đó, biến thái lắm. Dạ, nhà là cái nhiệm vụ của ảnh là sẽ đổ rác, thì mỗi lần mà ảnh xách cái thùng rác đi đổ rác là ảnh sẽ xách đi ngang qua người mà ảnh xách ngay cái mặt mình vậy nè. Trời ơi. Ảnh đi vậy nè đó. Ở dơ vậy không? À ảnh thì cũng không có được liệt vào ở dơ đâu, ảnh cũng gọn gàng kỹ tính lắm. Có điều thì ảnh ít tắm thôi à. Một ngày tắm mấy lần? À đôi khi hai ngày tắm một lần. Mà người có hôi không? Dạ không hôi rất. À vậy thì cũng sao? Dạ. Như vậy mùa lạnh này chắc một 3 ngày cũng tắm một lần đúng không Duy? Dạ đúng rồi. Rồi bây giờ tới con đó Duy. Vợ con có những tật xấu gì? Vợ con thì xấu ăn lắm chút. Bình thường á nhây với con hoài. Lúc mà đói bụng hay gì đó con nhây lại thì bắt đầu là cọc với con. Xấu tính đói, mỗi lần mà tới giờ ăn mà không được ăn là tay run hết trơn đúng không? Dạ. Rồi xấu ngủ, vợ con lên thường là lên lầu trước thì con ở dưới là con dọn dẹp xong con mới lên. Thì lên là thấy nằm hết giường luôn. Mền á thì muốn hết đi ngủ luôn. Tối á con canh vợ con lạnh con quay thẳng quạt vào vợ con mà mở máy lạnh là chĩa thẳng vào vợ con luôn. Xong con lấy cái mền á con dành con đắp cho vợ con lạnh. Biến thái. Thêm một lại thêm nhà nó xấu cái kiểu như là con, cái kiểu như là con trả thù á chú. Dạ đúng, dạ đúng rồi. Mà ngủ thì lúc nào cũng gác con đó. Mà sáng con nói thì là cãi lại, nên là con hay chụp hình lại lắm, nằm lớn giường này chụp hình, lấy mền này chụp hình. Nhưng mà con có đưa cho bà coi không? Dạ có. Coi rồi con cãi không? Dạ không, là lúc đó chỉ biết cười thôi. Nắm hồng luôn. Dạ đúng, đúng rồi. Không? Rồi còn tật xấu gì nữa nè Duy? Ở nhà là hay mặc đồ hở hang ra ngoài tưới cây. Con nói em làm gì mặc đồ hở hang quá à, để người ta nhìn. Cái bọn nói đâu có ai đâu, đâu có ai đâu, lúc nào cũng vậy. Xong cái con ra con đứng con canh mà có người đi nghe là con nói nè, có người nè. Giống như là mặc đồ đẹp đi chơi về lên thay đồ hở hang rồi mới ra tưới cây. Mặc cái đồ đẹp thì không chịu tưới đâu. Có vậy bữa nào quá tao mua những cái bộ đồ ở nhà cho vợ mặc cho nó kín cổng cao tường đi. Dạ không chịu chú, con đi hỏi vợ con chỉ mấy bộ đồ bộ đẹp quá chị đẹp cũng không chịu. Mấy đồ bộ mà giống mẹ không mặc đòi mua cho con mặc mấy cái bộ đồ mà tay dài quần dài. Nhưng mà con đâu mặc đồ hở hang gì đâu, con mặc đồ của ổng mà ở nhà con lấy đồ của ổng mặc không à. Mà áo bà lỗ được hả? Dạ đúng á. Mặc áo đông rộng đi mua đồ cặp với nhau, hai đứa mỗi đứa một cái áo về lấy áo con mặc. Áo của mình thì cất mặc đi chơi, còn áo con lấy áo con mặc ở nhà. Và cuối cùng là đồ con cũ mặc đồ của mới. Dạ đúng rồi. Tính toán quá, tính toán cho mang bận. Rồi con tật xấu gì nữa không? Cái tật đó là thực ra là dễ thương đó, hai đứa đều có những cái mà tật xấu biến thái á. Ủa hai đứa có em bé chưa? Dạ chưa. Chưa mới giỡn hết với nhau kiểu đó được. Dạ. Thôi tranh thủ cứ giận hết đi. Cho đã đi. Dạ. Để khi có em bé mình tập trung mình lo cho em bé. Dạ. Đúng không? Dạ. Rồi em mong muốn vợ mình thay đổi điều gì? Con cũng không mong muốn thay đổi gì lớn lao hết. Tại vì vợ con là có cái tính là làm việc nhà hay là công việc gì đó thì làm rất là chăm chỉ, siêng năng, làm nhanh lắm, cái gì cũng làm nhanh hết. Nấu cơm mà chừng có 15 phút nửa tiếng là đã xong một bữa cơm rồi, đầy đủ món luôn. Rồi bày bừa ra, bày chén rồi rất là nhiều. Con nhìn thấy con quải luôn, bể chén rồi lum lá đó chú. Làm nhanh lắm nhưng mà hay đổ vỡ. Dạ đúng rồi, con muốn vợ con kiểu như cẩn thận lại. Chậm luôn. Mà chắc đúng không? Dạ đúng. Bây rồi giờ nó em ơi chậm mà chắc, cái mong muốn đó cũng không? Dạ dạ cũng hiểu. Dạ được. Tại vì con đi làm, vợ con ở nhà làm, ngày nào con đi làm là cũng chụp hình cho con coi, tay thì đứt tay, chảy máu rồi đá chân thì đá vô cái đó, mạnh bạo đó. Dạ đúng rồi, cái tường nhà cô là dục có cái lối đi mà đi đá vô cái tường, thức móng chân. Dạ, rồi mạnh bạo nấu cơm thì đứt tay, phải tập nhẹ nhàng. Vậy
nó gọi là gì ta? Hậu đậu á. Hậu đậu. Nhưng mà làm rất là giỏi, là nấu ăn rất là ngon. Rồi cố gắng. Dạ. Con mong muốn Lê Di thay đổi điều gì? Dạ, thực ra là cái điều con mong muốn nó cũng nhỏ xíu thôi, là buổi tối á, lúc mà hai vợ chồng chuẩn bị ngủ á, thì con thường hay ngủ trước. Ảnh thì ảnh hay ngủ trễ, thì những cái lúc mà ảnh chưa ngủ, ảnh xem điện thoại, ảnh coi livestream hay là ảnh coi đá banh hay là phim thì kia, ảnh mở nhỏ volume xíu, ảnh mở rất là lớn. Ví dụ như coi đá banh á, nhiều khi đêm á đá banh 2-3 giờ mà vô cái anh mừng quá, anh vô cái bắt đầu cái mình giật bắn người lên đó, là mong muốn ảnh thay đổi cái đó thôi. Nếu mà con đồng ý thì mốt coi đá banh rồi đó, kêu Duy ra phòng khách coi nằm kế vợ coi vậy á cô. Thì đó, thì bây giờ là phải có nghĩa là muốn cái này thì phải hy sinh cái kia. Dạ đúng rồi, phải thỏa thuận với nhau. Dạ đúng rồi, thỏa thuận đó. Chứ vừa muốn nằm kế vợ mà vừa muốn hả có tay. Sớm muộn gì con cũng phải làm điều đó thôi. Không biết tại sao mai mốt mà có em bé đó thì làm sao mà con có thể tồn tại được ở trong cái phòng đó. Đúng không? Con mà vô một cái ra là nó thích đó, mà khóc. Nó con khỏi coi luôn. Nó khóc là trời đó cô ơi, con nít mà nó thói quen khóc đêm là chết luôn. Nghe. Dạ. Mỗi người sẽ có thể thay đổi để cho người kia sẽ hài lòng nha. Dạ. Rồi cảm ơn hai đứa nha. Dạ. Hai đứa hạnh phúc nha. Dạ. Dạ. Okay. Alo. Lại cái cảnh sát yêu thương gì đó đi. Cựu chị đáng yêu và cựu chị đáng ghét nhất của vợ anh là gì và anh không biết là. Cựu chị đáng yêu là mình đôi khi mình đi chợ đi ngoài đường á, ví dụ gió mát cái vợ mình hay kiểu như mát quá thích quá rồi ôm mình. Còn cựu chị đáng ghét là ví dụ như là hay la vào tai của mình á, ví dụ như là hay cứ hay ví dụ như là la vào tai mình, ví dụ làm cho mình giật mình á, thì mình rất là ghét, ví dụ như vậy. Ví dụ như mình đang ngồi cái không ai nổi luôn, ở đây không ai nổi luôn á. Sợ thức kỳ dị nhất thôi. Không, mình chưa nghĩ ra. Sở thích mà kỳ dị. Cũng dị mà là biến thái xíu. Dị nhất của vợ thì người mình quá hoàn hảo. Mình là con người hoàn hảo, có mắt chồng mình đó mọi người. Không luôn. Không luôn. Không, suy nghĩ kỹ đi con á, nghe có một cái kỳ dị lắm á. Cái gì ta? Nghĩ ra luôn các bạn, nhắc đi. Hay hủi anh á. Hủi hoài đêm nào cũng hủi hết á. Ừ. Không phải kỳ dị hả? Ý là thấy bình thường đúng không? Thấy nó thật là một cái điều bình thường. Đó là cái điều yêu thương mà. Hủi chỗ nào? biết quy trình rửa mặt không? Rửa từ trong ra ngoài, rửa từ dưới lên trên cũng giống vậy á. Không mình nghĩ là mình hoàn hảo, mình không tìm được cái điểm kỳ dị. Thay đổi gì hết á, gia đình hạnh phúc hơn. Ba điều tốt nhất là thương chồng, siêng năng chăm chỉ làm việc và rất là biết ý, hiểu ý chồng và kiểu như là
gọi là sao ta, tâm lý á, tâm lý. Ba điều xấu nhất là xấu ăn, xấu ngủ và cân nhắc kỹ nha. Điều thứ ba đó, chưa nghĩ ra. Thì hay quạo, ví dụ như là lúc mà khi mà đói lên thì hay quạo, mình nhai thì hay quạo rồi đó. Tại mà nếu mà bình thường thì cũng hay nhai, hai đứa hai vợ chồng đều nhai như nhau. Nhưng mà mình, nhưng mà mỗi lần đói bụng hay mình nhai như đó thì lại quạo mình. Xấu ngủ thì ngủ lúc nào cũng lấn giường mình hết á. Ngủ hết nguyên cái giường rồi nằm gác chân lên mình, đè mình, ví dụ như vậy đó. Nhưng mà lúc khi mà mình, lúc mà còn thức á, hai vợ chồng thức á, nằm chơi á, thì mình gác á thì cứ la. Mà khi mà ngủ rồi á, khi mà vợ mình ngủ rồi thì vợ mình gác mình rồi, đè mình, giật mền, lấy hết mền của mình, quấn hết mền luôn. Có chứ, mình là thích làm cái điều đó trong lúc vợ ngủ, vợ không biết đó, xong sáng mai mình kể lại. Ví dụ như vợ mình thích ghét mình xì hơi thì trong lúc ngủ mình xì hơi rất là nhiều, thẳng vô vợ luôn. Rồi coi những lúc vợ đang ngủ, vợ ngáy, ví dụ ngáy nhỏ, cái mình quay mình tán cái, mình ghét mình tán cái, vợ đâu biết đâu, cái thì ngưng ngáy ngay. Không, hôm nay là biết rồi đó, hôm nay thật sự là đã biết rồi đó. Ví dụ vậy, rồi giật mền mình, mình giật lại, mình lúc mà đang ngủ á, mình lấy hết mền cái, nhưng mà xíu tỉnh lại thì vẫn lạnh quá, thì cái giật lại của mình, lạnh thì biết, lúc mà lạnh quá thì biết giật lại của mình. Size giày là size 38, còn size quần áo là không biết. Tại vì vợ mình mặc chung size với mình, nhưng mà áo thì mặc, ví dụ như mặc áo form unisex thì mặc hai đứa vẫn mặc chung size được. Tại vì cũng còn đầm váy hay là áo dài này kia thì mình không biết size. Tại vì thường có nhiều cái nó liên quan đến size của, giống như size của phụ nữ á, thì mình không biết. Đau lắm ở đây nè. Khoảnh khắc mà muốn đánh ổng nhất á là ổng ngủ chảy ke, chảy rất là nhiều ke ướt đẫm chiếc gối, xong ổng lấy, sau khi mà thức dậy á, tại vì hết hồn mà chảy ke mà hết hồn thức dậy, lau sạch sẽ đúng không, lấy cái gối ướt đó ụp lên mặt mình, nó thối chịu không nổi luôn mọi người ơi. Trời ơi, bao nhiêu tinh túy luôn á. Chồng mình mà nổi tiếng hả? Mình thì mình mê chú Công Du lắm, yêu tinh á, thì mình muốn chồng mình giống vậy. Mà chồng mình ghét ổng lắm. Tại vì mình mê á, có mỗi lần mà mình coi gì mà ví dụ như coi phim á, mình mê, mình đẹp, mình nói, trời ơi, đẹp trai quá này kia, là ổng chửi, ổng nói đi xuống dưới giường nằm nhanh lên, không cho nằm chung giường nữa, kiểu vậy á. Biệt tài đặc biệt hả? Chắc là ổng rất là hài hước, có thể làm cho mọi người xung quanh cảm thấy vui. Một món ăn mà chồng bạn có thể ăn liên tục ngày qua ngày khác mà không ngán là chắc chắn là trứng rồi. Rất là mê ăn trứng. Trứng chiên, trứng, nói chung là các món trứng á, nhưng mà khô nha, ví dụ như mà trứng mà sốt cà ướt thì ảnh sẽ không thích, nhưng mà trứng ướp la nè, trứng chiên nè, trứng chiên, nói chung là tất cả các món trứng khô là ảnh rất là thích ăn. Khiến hai vợ chồng nghe nhau nhiều nhất hả? Chắc là không có. Theo anh thì lúc hai vợ chồng nhây với nhau á, xong rồi quạo rồi
người gầy thôi chứ. Đúng rồi. Cũng không phải là cái gì to tát lắm. Chồng mình rất là hay nói anh yêu em. Và cái câu nói anh yêu em đó nó xảy ra trong cái trường hợp á, là mỗi lần mà chồng mình dây á, cái mình quạo lên mình đánh chồng mình á, hoặc là mình giống như mình tức á, mình la á, thì lúc nào anh cũng nói anh yêu em á. Tại vì anh yêu em, anh mới như vậy á, là một cái câu để chữa cháy, giống như là để mà đừng có cãi vã nhau nữa. Cứ như mình quạo quá rồi là ông nhận biết được là giới hạn, đạt tới giới hạn của mình rồi. Tại anh yêu em mới như vậy mà, anh thương em mới vậy chứ bộ, đâu phải anh cũng nhây đâu. Đó là những cái câu nói ông hay nói đó. Đúng cái gì mà đúng. Đúng mà tôi lại không phải bình nhật chứ. Trời ơi là trời. Tức chết đi được. Nhưng mà cưới nhau 2 năm giờ có hối hận không? Trời đất ơi, hỏi cái câu đó. Nhưng mà có hối hận không? Chuẩn bị lên chương trình hỏi vậy. Hỏi hỏi vậy mới vui, có hối hận không? Hỏi vậy là hồi đó em sẽ không có khách mời đấy. Nói chuyện luôn á, đi về. Chứ không, nhưng con bé này nó hối hận nè. Nó hối hận trong đổi bị ta dụ nè. Về nó chứ hai đứa là đứa nào tới trước? Này, nó hay sớm thì đương nhiên là nó sớm hơn. Em mới cưới được khoảng ra nếu mà tháng 3 tới em mới được cưới. Tháng 3, tháng 3 năm sau. Tao ước thì tao làm lại, tao sẽ chơi năm 30 tuổi. Này, em mới cưới năm nay. Cái gì em mới nói gì? Em ước nếu được làm lại em sẽ ở chạy tới năm 30 tuổi. Năm 30 tuổi nhiêu? 7. 5 năm. Không vậy em còn đỡ. Bộ anh kêu, vợ anh kêu là giờ đợi bà 30 mà cưới được không? Thì giờ bà 30 là anh 40. Bà nhỏ anh 8 tuổi. Ai biết đâu gì tới rồi. Xưa quen người lớn tuổi cũng có, lớn hơn chục tuổi cũng có. Ừ. Dữ vậy? Hồi xưa anh quen chị kia. Ủa, chị không biết. Đưa anh quen.